bốn cặp võ công vô địch nhưng đại kỵ của nhau chỉ cần tập cùng là chết nhiều môn võ công vô địch thiên hạ nhưng khi kết hợp lại có thể đoạt mạng người sử dụng trong chuyện kiếm hiệp của kim dung luôn có những bộ tuyệt học võ công với uy lực mạnh mẽ thế nhưng không phải môn võ nào kết hợp với nhau cũng có thể khuynh đảo thiên hạ trái lại còn gây tác dụng ngược bốn cặp võ công dưới đây không chỉ xung khắc nếu luyện chung còn gây chết người bốn cặp võ công tương khác nhau một hàn băng chân khí và hấp tinh đại pháp hàn băng chân khí là nội công của hàn băng thần trưởng do tả lãnh thiền trưởng môn phái tung sơn sáng tạo công pháp này cần tu luyện ở núi tuyết và hấp thu linh khí cực âm cực hàn của trời đất vào đan điền triệt thông kinh lạc sau vài năm chỉ đạt được thành tựu nhỏ sau khi tu luyện đại thành thân thể nếu đang ngưng băng hàn khí tung tóe kích phát khi chạm vào địch làm mạch của địch bất động có thể đục khoét cơ thể phong ấn bát mạch chỉ độn thân hình trước đây khi giao đấu với nhậm ngã hành tà lãnh thiền đã chịu thua thiệt trước hấp tinh đại pháp nên đã khổ luyện trong hơn 10 năm nghiên cứu ra võ công khắc chế là hàn băng chân khí và hàn băng thần trưởng Hàn băng chân khí là nội công trí âm chí hàn, cực lạnh đến thấu xương, khi phối hợp với hàn băng thần trưởng có thể đóng băng kinh mạch của đối phương. Khắc chế hấp tinh đại pháp. Hai, Ngọc nữ tâm kinh và toàn chân kiếm pháp. Ngọc nữ tâm kinh là môn võ học thượng thừa xuất hiện trong tiểu thuyết thần điều hiệp lữ. Ngọc nữ tâm kinh là tuyệt học cao nhất của cổ mộ phái. Theo lời kể của tiểu long nữ thì đây là môn võ công do tổ sư bà bà Lâm Triều Anh sáng tạo ra. Lý do ra đời môn võ này là bởi Lâm Triều Anh căm hận Vương Trùng Dương nên dựa trên mọi võ công của toàn chân giáo để khắc chế chúng môn võ này bước nào cũng đối đầu và chiếm tiên cơ toàn chân kiếm pháp bất kể biến hóa cách nào cũng không thoát nổi sự chế ngự do đó nếu hai môn võ này luyện chung thì người tập có thể gặp nguy hiểm ba kim ô đao pháp và tuyết sơn kiếm pháp kim ô đao pháp là môn đao pháp khai môn của kim ô phái do sử bà bà sáng tạo ra xuất hiện trong tiểu thuyết hiệp khách hành môn võ này được tạo ra nhằm khắc chế tuyết sơn kiếm pháp đao pháp này gồm có 73 mươi chiêu toàn những chiêu thức đầy nộ khí sát thủ dễ gây tử thương và tổn thương cho đối phương sẽ trước lấy oán thủ cứu hận đe dọa an ninh cho bản thân gia đình và bang phái Kim Ô Đao Pháp có sức mạnh khắc chế và vượt hẳn Tuyết Sơn Kiếm Pháp, mỗi chiêu của Kim Ô Đao Pháp đều là khắc tinh của từng chiêu thức trong Tuyết Sơn Kiếm Pháp, mặc kệ chiêu kiếm của đối phương thay đổi cỡ nào, nhưng với đao pháp dũng mãnh, nhanh nhẹn và tàn nhẫn, những chiêu kiếm phức tạp của Tuyết Sơn Kiếm Pháp hoàn toàn bị đánh tan, giống như mặt trời nung chảy băng tuyết, nhưng khi Kim Ô Đao Pháp và Tuyết Sơn Kiếm Pháp liên thủ thì tạo thành một sức mạnh kinh hồn, người dùng Kim Ô Đao Pháp nội lực phải thâm hậu, nếu không thì những chỗ biến ảo kỳ diệu chẳng thể phát huy được. 4. Viêm Viêm Công và Hàn Ý miên Trưởng Viêm Viêm công là nội công cao thâm chí dương Cương mãnh, đây là môn võ công duy nhất tại Yên Khách truyền cho Thạch Phá Thiên, nhằm làm cho Hàn Ý Miên trưởng trong người cậu xung đột với nội công chí dương của Viêm Viêm công mà tử vong. Lúc đó vào khoảng giờ ngọ, chàng cảm thấy những kinh mạch thủ dương minh đại trường, túc dương minh vi kinh, túc thái dương bàng quang kinh, thủ thái dương tam tiêu kinh, túc thiếu dương đẩm kinh bị khí nóng bốc lên không thể kiềm chế được. Tuy nhiên, Thạch Phá Thiên lại có ngộ tính cao nên chỉ trong một thời gian ngắn đã luyện xong Viêm Viêm công lên mức đại thành đúng như tính toán, thạch phá thiên liên tục hôn mê, lúc nóng lúc lạnh, huyết dịch trong người tưởng như ngừng lại, tiên lượng mất mạng. thật may nhờ tài y thuật của bối hải thạch kèm nhát đánh cực mạnh trúng huyệt đàn trung của triển phi đã cứu được thạch phá thiên. nguồn: sohu 163